Hôm nay giới thiệu các bạn đôi loa CDM7SE dòng Special Edition của Bandit với cái thiết kế thùng vàng rất là đẹp, đặc biệt là cái giá hôm nay chỉ có 21 triệu 500 ngàn thôi, rẻ hơn đến khoảng 4 triệu so với những cái mức giá trước đây. Hôm nay mình về được một cặp giá tốt, mình bán tốt nha, chứ không phải lúc nào cũng có giá đó. Thì cái cặp này nó có chiều cao là 95, chiều ngang là 22 và chiều sau là 29. Mỗi loa thì nó nặng khoảng là gần 20 kg. Thiết kế thùng rất là đẹp, sang trọng. Gỗ này thì nó đẹp hơn so với màu đỏ. Thì cái dòng riêng cái dòng này thì mình thấy là gỗ này đẹp hơn. Còn cái dòng mà CDM7NT, CDM9NT hoặc là 703 thì màu đỏ lại sang hơn, tùy tùy cái đời nha. Cặp này thì nó sở hữu cho mình hai loa bass, trong đó là bass này là bass mid 16.5 màng Kevlar, bát này là bát giấy 16.5 và một cái lỗ thông hơi phía trước. Công suất là 150W cho một loa, trở kháng 8 ohm, độ nhạy là 91 dB, nhưng mà 91 dB nha. Các bạn thấy là hai bên hông của nó thiết kế hai cái đường chạy dài như thế này, rất là đẹp. Cái đường này thì nó kiểu như là đường này nó sẽ không có vân gỗ mà nó tạo những cái đậm giống như đá vậy. Còn cái đường những cái mặt phía trước, mặt bên hông thì có vân gỗ, nhưng mà hai cái đường bò này là không có vân gỗ nha, thiết kế rất là đẹp. Với cái loa này thì nó hỗ trợ chúng ta chơi được bi quay, các bạn thì ghép những âm ly bi quay, còn nếu chúng ta chơi thường thì chúng ta cứ giữ cái cầu nó thôi. Rất là đẹp này, cái màu sắc của nó phải nói là để trong trưng bày trong nhà rất là đẹp. Với cái giá này thì nó chỉ ngang với một cặp 603S3 thôi, Special Edition phiên bản đặc biệt. Nó không có một phiên bản CM7, CDM7 loại không có SE nữa. Số series của nó là 426 và 425 liền kề luôn nha. Rất là đẹp, đẹp từ mọi góc nhìn đó, quá đẹp luôn. Ra giá này thì quá ok, bạn nào có nhu cầu hãy sớm alo mình để sở hữu ngay đôi loa CDM7 SE đến từ bên đất này nha. Và cái loa này thì mình khuyến cáo bạn ghép với những âm ly như là mà răng đề nông lắc men, những cái con đề nông như là 2000, ba la mã, hai la mã là đủ đánh rồi. Còn lắc men thì người ta đánh những con 503, 505 là cũng rất là ok. Giá nhắc lại là 21 triệu 500 ngàn nha. Bây giờ mình sẽ test các bạn một bản nhạc. Bên mình có bán USB chép nhạc chất lượng cao, loại 128 GB là 800 ngàn, còn loại 1000 GB là 2 triệu 500 ngàn nha. Ngàn ghi thì chép được khoảng là 15.000 bài nhạc, có nhạc Việt, nhạc quốc tế, nhạc DD. Còn 128 GB thì khoảng là 2.000 bản nhạc nha, nhạc Việt thôi. Thank you.
you see. No truth is ever a lie. I stumble and fall, but I give you it all. I am a woman in love, and I do anything to get you into my world and hold you within. Is the ride I defend over and over again? What do I do? I am a woman in love, and I'm talking to you. You know I know how you feel. What a woman can do. Yet today
loving friends delight. Tears I cannot hide. Lovely flame dies, smoke is in your eyes.